thông xe kỹ thuật đường Võ Chí Công, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22. Khai trương trung tâm điều hành thông minh hành chính công tỉnh Quảng Nam IOC. Kinh tế Thái Lan đối mặt nguy cơ suy giảm kỷ lục. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Vừa rồi là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 2 tháng 10. Còn bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị, sáng qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ thông xe kỹ thuật đường Võ Chí Công. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đông đảo nhân dân vùng Đông thành phố Tam Kỳ tham dự lễ. Đường 129 nay là đường Võ Chí Công, giai đoạn 2 được thực hiện từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai với chiều dài 26,5 km. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.479 tỷ đồng từ vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn khác. Quy mô hoàn chỉnh cho tuyến đường gồm 4 làn xe. Đã có tổng cộng 20 km mặt đường thảm bê tông nhựa. Những đoạn còn lại đang hoàn thiện móng cấp phối đá dăm, công trình phụ trợ và chờ thời gian gia tải. Trên tuyến có tổng cộng 6 cây cầu, hiện cầu An Tân 2 và cầu Tam Quan đã xong. Các cầu Diêm Trà, Tam Tiến, Tam Hiệp, Tam Nghĩa cơ bản hoàn thiện và phương tiện có thể lưu thông. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh ghi nhận nỗ lực của đơn vị chủ đầu tư, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án, đồng thời nhấn mạnh công trình khi hoàn thành sẽ kết nối thông suốt, hoàn thiện trục hành lang giao thông chiến lược ven biển, kéo dài từ Hội An vào khu kinh tế Mở Chu Lai đến sân bay Chu Lai và Dung Quốc, tỉnh Quảng Ngãi. Việc thông xe kỹ thuật là tiền đề quan trọng để trong tương lai gần, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành kết nối liên hoàn để cung đường Võ Chí Công mở ra vận hội mới cho vùng Đông phát triển, tạo động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch của tỉnh. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện toàn tuyến đường, mở thêm các trục đường nối từ đường Võ Chí Công lên quốc lộ 1A, đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, tạo tiền đề phát triển kinh tế phía Tây tỉnh Quảng Nam. Cũng vào sáng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh, gọi tắt là IOC Quảng Nam. Trung tâm do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với Viễn thông Quảng Nam thực hiện, đặt tại khu nhà A, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tham dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu. Về phía VNPT có ông Phạm Đức Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Hệ thống gồm 10 hợp phần, giai đoạn 1 triển khai tích hợp 8 hợp phần, bao gồm hợp phần giám sát điều hành chỉ tiêu kinh tế xã hội, hợp phần giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền, hợp phần giám sát điều hành lĩnh vực y tế, hợp phần giám sát điều hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hợp phần phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị người dân, hợp phần giám sát an toàn thông tin trên môi trường mạng, hợp phần giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông, hợp phần giám sát hoạt động của các tàu cá. Giai đoạn 2 triển khai 2 hợp phần còn lại là giám sát điều hành lĩnh vực du lịch và tài nguyên môi trường. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của trung tâm là tiếp nhận phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị của người dân một cách nhanh chóng, tiện lợi. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm trả lời các ý kiến của người dân trong thời gian sớm nhất. Hiện nay tỉnh đang triển khai thí điểm tại thành phố Tam Kỳ và Hội An trên lĩnh vực trật tự đô thị, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đề nghị Sở Thông tin Truyền thông tiếp tục phối hợp với tập đoàn VNPT củng cố kiện toàn hệ thống, sớm đưa vào vận hành thông suốt, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh trên các lĩnh vực. Các sở ban ngành địa phương chủ động kết nối cung cấp các dữ liệu về trung tâm và trên cơ sở dữ liệu tích hợp có phương án khai thác hiệu quả, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chiều cùng ngày, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại của năm 2020. 9 tháng qua, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và các mặt đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp được tăng cường phù hợp với tình hình chung của tỉnh.
Công tác tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, an ninh chính trị gắn với công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh. 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 556 vụ phạm pháp hình sự, trong đó 463 vụ được điều tra khám phá. Các ngành chức năng đã giải quyết 131 trên 166 vụ khiếu nại, hơn 20 vụ tố cáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần giải quyết, như tình trạng gia tăng tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tranh chấp, khiếu kiện trên lĩnh vực đất đai, diễn biến phức tạp tại các địa phương, địa bàn, núi thành. Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu từ nay đến hết năm, cả hệ thống chính trị tiếp tục sâu sát tình hình, có biện pháp đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, thực hiện tốt công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Các cấp ngành tiếp tục đẩy nhanh xử lý các vấn đề về kinh tế, an sinh, xã hội. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 144 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, ngày 1 tháng 10 1876, ngày 1 tháng 10 2020, hôm qua Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo các ban xây dựng đảng, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể và lãnh đạo huyện Tiên Phước, xã Tiên Cảnh, đại diện Hội đồng gia tộc họ Huỳnh đã tổ chức lễ dâng hương tại nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước. Dâng hoa, dâng hương tại nhà lưu niệm cụ Huỳnh nhân kỷ niệm 144 năm ngày sinh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính tri ân và ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao và đóng góp to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Cụ Huỳnh Thúc Kháng được sinh ra tại làng Thạch Bình, Tổng Tiên Giang Thượng, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ, nay là thôn 1, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước. Cụ là người thông minh, học rộng. Cụ Huỳnh cùng với các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp khai mở phong trào Duy Tân, người sáng lập và làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Tiếng Dân. Trong phong trào chống thuế ở Trung Kỳ, cụ bị chính quyền thực dân bắt tù đày ở Côn Đảo. Ra tù, cụ Huỳnh làm viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là chiến sĩ yêu nước tiêu biểu, góp phần quan trọng tạo sự gắn kết các phong trào và khuynh hướng yêu nước ở nước ta đầu thế kỷ 20, cũng như công lao to lớn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh chống thù trong giặc ngoài trong giai đoạn đất nước còn nghìn cân treo sợi tóc, khi cụ đảm trách cương vị quyền chủ tịch nước. Sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành, chính quyền địa phương đã đến dâng hương tại phần mộ của thân sinh cụ Huỳnh. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10, sáng qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cũng đã đến thăm tặng hoa chúc mừng Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Quảng Nam. Thăm chúc mừng Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân bày tỏ vui mừng được biết trong nhiều năm qua, Hội đã gắn kết, phát huy được vai trò người cao tuổi trong đời sống cộng đồng. Phong trào tuổi cao gương sáng đã thực sự giúp ích cho gia đình, con cháu, cho xã hội, phát huy các giá trị truyền thống cao quý, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chúc các cụ cao tuổi trong toàn tỉnh sống lâu, sống vui, sống khỏe, là những tấm gương sáng cho con cháu thế hệ học tập noi theo. Đồng thời, các cấp hội thực hiện tốt vai trò của mình để người cao tuổi tham gia vào các phong trào giáo dục văn hóa truyền thống tốt đẹp, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng quê hương. Sáng qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách giai đoạn 2015-2020. Tại đầu cầu tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đình Tùng dự hội nghị. Đến ngày 31 tháng 8 năm 2020, tổng dư nợ chương trình tín dụng thực hiện theo phương thức ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách thông qua các tổ chức chính trị xã hội đạt trên 220,5 nghìn tỷ đồng. Riêng chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Nam, đến ngày 31 tháng 8, tổng dư nợ toàn chi nhánh đạt trên 5.000 tỷ đồng, với trên 130.200 hộ vay. Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 245.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất. Hơn 23.000 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, tạo việc làm cho trên 41.000 lượt lao động thuộc nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm.
góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 12,9% năm 2015 xuống 6,06% năm 2019, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân và lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội sáng qua đã đến thăm và tặng quà trung thu cho các cháu thiếu nhi tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã ân cần thăm hỏi các cháu và động viên gia đình tích cực điều trị để các cháu sớm hồi phục sức khỏe, đồng thời trao tặng 100 suất quà gồm bánh, lồng đèn và 30 suất quà trị giá 300.000 đồng cho các em tại khoa sơ sinh. Phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm chia sẻ để các cháu vượt lên bệnh tật, đón Tết Trung Thu vui tươi và ấm áp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên bệnh viện trong công tác chăm lo sức khỏe, đời sống của các em nhỏ, nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để các em sớm ổn định sức khỏe. Trước đó, vào chiều ngày 30 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cũng dự chương trình Vui Tết Trung Thu do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức cho các cháu thiếu nhi tại Làng Hòa Bình. Làng Hòa Bình đang nuôi dưỡng 73 trẻ em, trong đó 50 em mồ côi và 23 em bị khuyết tật bẩm sinh. Các em thiếu nhi được đón xem các tiết mục văn nghệ sôi động, màn múa lân và hoạt cảnh chị Hằng, chú Cụi ý nghĩa, tham gia phá cổ trung thu và nhận được nhiều phần quà bánh kẹo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cùng các nhà hảo tâm đã tặng hàng chục suất quà học bổng cho các em thiếu nhi có thành tích học tập tốt. Đây cũng là chương trình được tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện cho các em tại Làng Hòa Bình được vui chơi, tận hưởng Tết Trung Thu ấm áp. Thưa quý vị, trong khuôn khổ đề án Chính phủ phát triển hệ tri thức Việt số hóa, sáng ngày 1 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị tham gia đề án tổ chức chương trình kết nối triệu con tim, phát động chiến dịch thiện nguyện trên nền tảng số y nhân đạo và ra mắt các nền tảng số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa. Chương trình có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Triển khai từ năm 2018, đề án phát triển hệ tri thức Việt số hóa đã xây dựng được nền tảng số trong các lĩnh vực nhân đạo, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, bưu chính, cho phép kết nối cộng đồng, chia sẻ dữ liệu, góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam. Trong năm 2019, hai nền tảng số đầu tiên là nền tảng nhân đạo số và bản đồ số VMAP đã ra mắt và được ứng dụng trong thực tiễn. Năm nay, đề án hoạt động với thông điệp kết nối triệu con tim. Chương trình kêu gọi các nhà quản lý, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào nền tảng nhân đạo số để cùng chung tay góp sức sẻ chia và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn, đóng góp nguồn lực, giúp đất nước vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Để tháo gỡ các khó khăn cho thị trường bất động sản, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương làm tốt công tác dự báo cung cầu trên cơ sở nghiên cứu quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển cho từng sản phẩm, nắm chắc tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng trên cả nước. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về sử dụng đất, đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý vận hành, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền. Đôn đốc các địa phương sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu sửa đổi bổ sung chế độ sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất đối với một số loại hình bất động sản mới. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, đến ngày 24 tháng 9, có 187 loại vaccine COVID-19 đang triển khai nghiên cứu trên toàn thế giới, trong đó có 38 vaccine đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, 149 loại đang trong quá trình nghiên cứu tiền lâm sàng. Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã chủ động triển khai các hoạt động về nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, cũng như tăng cường tiếp cận các vaccine trên thế giới. Theo đó, Việt Nam là một trong 92 quốc gia tham gia chương trình giải pháp tiếp cận vaccine COVID-19 toàn cầu. Với mục tiêu cung ứng 2 tỷ liều vaccine cho các quốc gia vào cuối năm 2021, cho khoảng 20% dân số của các quốc gia thành viên của COVAX Facility, Việt Nam sẽ có cơ hội được tiếp cận và được cung ứng sớm các vaccine trong danh mục của COVAX AMC. Hiện nay, Việt Nam cũng đang thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu để có vaccine Made in Việt Nam cho người Việt Nam. Bộ Y tế đã chỉ đạo các nhà sản xuất trong nước tăng cường các hoạt động nghiên cứu sản xuất vaccine.
Dự kiến trong năm 2021 sẽ có ít nhất một nhà sản xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, 3 tại Việt Nam. Theo thông báo mới đây của cơ quan hàng không dân dụng Singapore, du khách đến từ Việt Nam và Australia, ngoại trừ bang Victoria, sẽ được nhập cảnh vào Singapore từ ngày 8 tháng 10 tới. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, khách du lịch từ Việt Nam và Australia có thể đăng ký thẻ thông hành hàng không để nhập cảnh vào Singapore, sớm nhất là từ ngày 8 tháng 10. Tuy nhiên, du khách sẽ phải làm xét nghiệm COVID-19 khi đến nơi và cài đặt ứng dụng Try Together trên điện thoại trong suốt thời gian lưu trú, đồng thời tuân thủ các điều kiện phòng dịch khác. Lý do để giới chức Singapore nới lỏng quy định là Việt Nam và Australia đã kiểm soát thành công sự lây lan của đại dịch COVID-19. Do vậy, tỷ lệ rủi ro khi nhập cảnh vào nước này là thấp. Tin trên lĩnh vực an ninh an toàn. Tối ngày 30 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 1968, trú tại phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Đối tượng được xác định là kẻ đã gây án mạng xảy ra vào ngày 25 tháng 9. Nạn nhân là nam giới, sinh năm 1980, trú số nhà 643 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tử vong với nhiều vết đập chém trên đầu và thân thể. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hưng khai nhận trước đó do có mâu thuẫn với Dũng nên đã đến trang trại gặp Dũng. Tại đây, hai người đã xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, Hưng đã dùng hung khí đâm chết anh Dũng. Theo người dân địa phương, trước khi bị công an bắt giữ, Hưng đã tự sát nhưng bất thành. Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu EC bắt buộc tất cả các tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên phải có thiết bị giám sát hành trình mới được vươn khơi. Tuy nhiên, vẫn còn tàu cá ở tỉnh Quảng Nam vẫn chưa lắp đặt thiết bị này. Đây là thực trạng đáng quan tâm trong quá trình triển khai luật thủy sản, ảnh hưởng tiêu cực đến việc đáp ứng điều kiện gỡ thẻ vàng thủy sản của Việt Nam. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh rõ vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tháng 10 năm 2017, khi Ủy ban châu Âu EC rút thẻ vàng đối với ngành thủy sản, Việt Nam đã đưa ra nhiều khuyến nghị, trong đó yêu cầu tất cả tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên đánh bắt xa bờ, bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhằm loại bỏ tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp. Từ đầu năm đến nay, nhiều chủ tàu chủ động đăng ký lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để được ra khơi. Ý thức của đại là tất nhiên là mình hiểu được, rõ được nguyên nhân, được vừa là đất liền, vừa là các người dân ở mình là bất cứ nơi đâu nhưng mà có sự giám sát và nó biết được. Rồi có bề gì là chúng ta cùng hỗ trợ với nhau, chúng ta nhắc nhở nhau nha. Tỉnh Quảng Nam hiện có hơn 3.000 chiếc tàu thuyền từ 6 mét trở lên, trong đó tàu thuyền từ 15 mét trở lên gần 750 chiếc khai thác vùng khơi. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn còn hơn 200 tàu cá vẫn chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình với lý do không đủ kinh phí. Bên cạnh đó, nhiều ngư dân dù đã lắp đặt nhưng vẫn còn lúng túng trong cách sử dụng, dẫn đến không đạt hiệu quả. Là một ấy, là cái điện của nó là nó rất tốn điện. Nếu mình để trao cho nó 100% là nó mau hết mình lắm. Hay nữa là bên cái mà thiết bị cũng nhiều khi hư hỏng rồi là mình, nói chung mình cũng chưa hiểu được rõ được là nó hỏng gì, cái mẹt gì. Nên nhiều khi mà mình không thấy nó xoắn lên quẹt, mình không thấy nó ấy là mình biết mình nói nó hư thôi chứ mình không biết là sửa. Trong thời gian sắp đến ấy, thì sở chỉ đạo chi cục tiếp tục là tích cực triển khai cái lắp đặt thiết bị giám sát hành trình số tàu cá còn lại, và nếu mà chủ tàu không thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì chi cục sẽ là từ chối cái việc là cấp giấy phép khai thác thủy sản. Như vậy là đồng nghĩa với cái việc là chủ tàu sẽ không có đủ điều kiện để tham gia khai thác vùng biển khơi. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện có đồn biên phòng cửa An Hòa, huyện Núi Thành và đồn biên phòng cửa Đại, thành phố Hội An kiểm soát quản lý tuyến biển. Các lực lượng chức năng luôn khuyến cáo chủ tàu cá phải thực hiện nghiêm quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển để đáp ứng điều kiện gỡ bỏ thẻ vàng EC, hướng đến khai thác hải sản bền vững. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, làn sóng lây nhiễm COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp tại châu Âu, khiến nhiều nước phải thắt chặt các biện pháp phòng dịch. Séc là một trong những nước mới nhất tại khu vực này quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với tình hình. Theo quy định có hiệu lực từ 0 giờ ngày 5 tháng 10 tới, với thời gian 30 ngày, Séc hạn chế đối với hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người tại các địa phương có mức độ lây nhiễm cao. Ngoài ra, các trường học tiến hành học trực tuyến và hạn chế các giờ học hát và thể dục ngoài trời.
Mục tiêu của chính phủ Séc là giảm hệ số lây nhiễm hiện nay từ 1.2 xuống mức 0.8 đến 0.9. Séc đã ghi nhận tổng cộng gần 70.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 655 ca tử vong. Tại Anh, với số ca mắc mới gia tăng đột biến, chính phủ nước này đưa ra cảnh báo có thể áp đặt thêm các biện pháp để kiềm chế dịch lây lan nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Ngân hàng Thế giới WB vừa đưa ra kịch bản xấu nhất cho nền kinh tế Thái Lan là có thể giảm tới 10,4% trong năm nay. Thương mại và du lịch của Thái Lan đang chịu tác động lớn từ đại dịch COVID-19, trong khi những bất ổn chính trị cùng tình trạng hạn hán và lũ lụt gia tăng đặt ra nhiều thách thức đối với quốc gia Đông Nam Á này. Nếu dự báo nói trên là đúng, đây sẽ là đợt suy giảm kinh tế tồi tệ nhất đối với nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á dựa trên dữ liệu có sẵn, thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều so với mức giảm 7,6% vào năm 1998 sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Theo Ngân hàng Thế giới, sự suy giảm kinh tế cả năm của Thái Lan được dự báo ở mức 8,3% trong năm nay trong kịch bản mong đợi, so với mức dự báo giảm 5% được đưa ra trước đó. Trong khi đó, Bộ Tài chính Thái Lan lại có quan điểm lạc quan hơn, dự báo nền kinh tế nước này trong năm nay có thể sẽ suy giảm ít hơn so với mức dự báo kỷ lục 8,5% đưa ra trước đó, nhờ các biện pháp kích thích trong khi chính phủ cố gắng hồi sinh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Với những địa điểm khó tiếp cận bằng xe ô tô hay đi bộ, khi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ phải rất khó khăn trong việc ứng cứu người. Mới đây, một lực lượng cứu thương ở miền Bắc Anh đang thử nghiệm bộ đồ bay phản lực để có thể nhanh chóng đáp ứng mọi lời kêu cứu. Dịch vụ cứu thương trên không Greenot ở miền Bắc Anh thông báo đang thử nghiệm bộ đồ bay phản lực để các nhân viên cứu thương đến hiện trường nhanh chóng. Bộ đồ bay do công ty Gravity Industry chế tạo cho phép người mặc vào bay lên không trung nhờ động cơ phản lực nhỏ ở hai cánh tay và sau lưng. Trong chuyến bay thử nghiệm, người phát minh ra bộ đồ Richard Browning bay đến địa điểm giả định có nạn nhân bị thương ở chân tại một vách núi chỉ trong vòng 90 giây để sơ cứu cho nạn nhân. Các nhà phát triển cho biết nếu đi bộ phải mất 25 phút mới đến nơi. Mới đây, trong buổi giới thiệu sản phẩm trực tuyến, Google đã cho ra mắt hai mẫu smartphone mới được trang bị công nghệ 5G thuộc dòng thương hiệu Pixel nổi tiếng của hãng. Dự kiến các mẫu điện thoại sẽ được bày bán trên thị trường từ ngày 15 tháng 10 tới. Tại sự kiện giới thiệu, Google khẳng định hai sản phẩm mới mang theo những tính năng mạnh mẽ nhất của hãng và được hỗ trợ bởi sức mạnh cùng tốc độ của mạng 5G. Để sở hữu mẫu Pixel 5, khách hàng tại Mỹ sẽ phải trả $699 trong phiên bán rẻ hơn là Pixel 4a có mức giá $499. Ngoài ra, Google cũng đã công bố phiên bản nâng cấp cho nền tảng Google TV, cũng như giới thiệu mẫu loa thông minh Nest Audio mới. Với động thái mới nhất, Google đang tạm thời vượt qua Apple trong việc giới thiệu mẫu smartphone có khả năng sử dụng mạng 5G. Dự kiến Apple cũng sẽ công bố mẫu iPhone có tính năng này trong những tuần tới. Sự kiện giới thiệu sản phẩm mới của Google diễn ra trong thời điểm thị trường smartphone toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 70 đến 92%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 69 đến 85%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm từ 67 đến 85%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và có gió giật mạnh đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 70 đến 92%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 72 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 69 đến 93%, gió nhẹ.
thị trấn Prao mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và có gió giật mạnh, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 72 đến 97%, gió nhẹ. Đến đây thời lượng của chương trình Thông tin ngày mới đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái kính chào tạm biệt.